Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong chỉ thị, Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng con người là trên hết để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị ngày 27 tháng 3 vừa qua và tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy, sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Trong chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở của mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha, tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại ổ dịch. Đồng thời tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các ổ dịch này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách người có liên quan đến các hoạt động của công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát cách ly, xử lý nhanh, triệt để các nguồn lây dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các bộ và hai thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong đó thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 vừa qua, giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình. Và trong chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại nhà hoặc cơ sở lưu trú. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công cơ sở, đi cùng với tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được Thủ tướng giao chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khác, khu vực khác. Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà và người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. Và Bộ Y tế cũng được giao đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất trang thiết bị, dụng cụ y tế, đặc biệt là máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch, máy lọc máu, báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo. Ngay trong chiều nay, thì Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ. Tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung trong 14 ngày.